phim.vn rất vui khi được gặp lại các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta cùng tiếp tục trò chuyện với anh Đức Mạnh, chuyên viên về sửa nhà tắm đến từ tập đoàn về sửa nhà tắm Han. Xin chào anh ạ. Khi mà sử dụng các cái thiết bị điện thì có một nỗi lo cho những người sử dụng, đó chính là nguồn điện bị hở hay là bị điện giật, và đặc biệt là khi mà sử dụng đèn sửa nhà tắm lại ở trong môi trường ẩm ướt nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em và các bạn khán giả được biết là sử dụng đèn sửa nhà tắm thì có lo bị hở điện và giật điện không ạ? Vâng. Với cái đèn sửa nhà tắm ấy, vì cái thiết kế của nó là thiết kế kiểu dạng đặc thù dùng trong cái môi trường phòng tắm, môi trường ẩm ướt nhất trong ngôi nhà của mình, nên là các kỹ sư rồi các nhà sản xuất đèn sửa nhà tắm đã nghiên cứu ra những dòng đèn sửa chống không bị hở điện, an toàn với cả điện, rất kín khít những cái gioăng rồi những cái bộ phận khác là an toàn với điện, không bị lên khi dùng không lo bị điện giật. Vậy thì như em vừa nói đấy, sử dụng đèn sửa nhà tắm thì là ở trong môi trường ẩm ướt, vậy thì điều này có đảm bảo được khi mà với các cái thiết kế của đèn sửa như anh vừa trình bày không ạ? Nó an toàn tuyệt đối với lại cả cái trong môi trường ẩm ướt đèn sửa nhà tắm, nhất là nhiều hãng như hãng đèn sửa Han chẳng hạn của bên mình thì là có những cái dòng mà chịu được nước toàn phần. Đấy, cái đấy thì bạn có thể là xả được nước, chẳng may xả nước trực tiếp vào chả vấn đề gì. Điện rất đèn nó thiết kế rất khép kín nên an toàn tuyệt đối với điện. Vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Các bạn thân mến, như vậy thì các bạn có thể biết được là với thiết kế đặc thù của đèn sửa nhà tắm thì các bạn không lo đến vấn đề là đèn sửa nhà tắm bị hở điện hay là giật điện, và sử dụng đèn sửa nhà tắm thì rất an toàn cả trong môi trường ẩm ướt như môi trường nhà tắm. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi, và đừng quên theo dõi các video tiếp theo để cùng có nhiều thông tin hơn nữa về đèn sửa nhà tắm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.